Chào mừng quý vị đến với gia đình của niềm vui và tình bằng hữu. Chương trình Nhập Gia Tùy Tục thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Và sau đây chúng tôi xin phép được giới thiệu Hansara. CJ đến từ Nigeria. Lily đến từ đất nước Nga xinh đẹp. Giới thiệu Phúc Mập đến từ Mỹ. Mikachu đến từ Pháp. Salim đến từ Palestine. Hello Salim. Chào em tên gì nhỉ? Dạ em đang Sarah. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em 20 tuổi ạ. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Ôi tuổi này còn chưa có người yêu định ế à? Bao giờ mới định lấy chồng đây? Sao em làm ở đâu? Lẹ chồng đây. Sắp Tết rồi mà còn chưa có người yêu à? Sao không dẫn về? Chắc là bố mẹ sốt ruột lắm đúng không? Ôi trời ơi, trông xinh gái thế này mà chưa. Em xoay. Sao bình tĩnh. Ở đây là toàn cầu hóa, không ai hỏi vậy trơn á. Cứ hỏi bình thường mà, nhập gia tùy tục thì đến đây là mình sẽ hỏi theo kiểu Việt Nam. Rồi anh định hỏi tới đâu? Lương bao nhiêu tháng? Tháng bao nhiêu tiền lương? Làm ở đâu? Có người yêu chưa? Em ăn cơm mấy bữa? Ăn cơm mấy bữa rồi hay ăn cơm với thịt hay là với cá? Tại sao lại ăn cá? Tại sao lại ăn thịt? Vân vân, đại khái nhiều chuyện lắm. Nhưng chúng tôi chỉ đùa thôi. Đôi khi chúng ta gặp gỡ nhau, muốn gây ấn tượng cho nhau, muốn quan tâm với nhau thì chúng ta hay hỏi thăm nhau. Nhưng không phải ai cũng biết cách hỏi thăm mà đúng với lại cái mà người ta muốn mong muốn nhất. Người ta gặp em, bạn đã ở Việt Nam bao nhiêu lâu rồi mà nói tiếng Việt siêu thế? Bảo một năm. Ủa? Một năm mà nói tiếng Việt siêu thế hả? 3 năm sao? Cậu ở Việt Nam bao nhiêu lâu mà nói tiếng Việt siêu thế? 3 năm. Ui! 3 năm á? 3 năm thôi! Xong rồi. 8 năm sao? Anh ở Việt Nam bao nhiêu lâu rồi? 8 năm rồi. 8 năm mà nói tiếng Việt siêu thế? Bao giờ mới là được? Ui, em thì lại hơi khác xíu. Vậy là em cũng khoảng 1 năm, 2 năm là em cũng biết nói rồi. Thì lúc đó mọi người sẽ kiểu là ui, sao em nói tiếng Việt giỏi thế? Chắc là em học siêu lắm đúng không? Đấy, khi mà em ở gần 10 năm rồi thì mọi người kiểu 10 năm nói thế là đúng rồi. Còn như Lily, em hay được người ta hỏi thăm như thế nào? Mọi người bắt đầu hỏi là em có chồng chưa? Có con chưa? Bao giờ có? Nhanh lên đi. kiểu đấy. Em thì cũng như Lily ấy, lấy vợ Việt Nam chưa? Lấy vợ Việt Nam đi, vợ Việt Nam giỏi lắm, phụ nữ Việt Nam số 1 các thứ vân vân. Thì đây là cũng cách nói gọi là hỏi thăm nhau từ lúc mới gọi là quen ấy. Thực ra là họ quan tâm, họ muốn là làm thân với mình, họ mới có những cái câu hỏi rất là kiểu nhiệt tình hơi quá như thế đúng không anh? Cũng phức tạp lắm. Ví dụ như có lần anh đi ra đường ống để ra tàu bay rồi, tức là đi cùng một người nữa, cũng đi cùng chuyến bay đấy. Ôi anh đi đâu đấy? Tôi thì rõ ràng nó đi cùng máy bay thì nó cũng phải biết là mình bay đi đâu chứ. Nhưng mà đôi khi người ta hỏi thăm theo thói quen. Còn với em thì sao Mika? Đối với em, người ta không hỏi em về rẫu của em, không hỏi về không hỏi về vợ, không hỏi về chồng của em. Nhưng mà câu hỏi rất là phổ biến là cái tập này có tự nhiên không? Người ta rất quan tâm đến tóc của mình. Cho nên hôm nay em trả lời cho khán giả và các bạn ở đây để không phải là tóc tự nhiên của em thì thôi. Từ từ đã, không phải tóc tự nhiên, nó có hai kiểu. Một là em đang nói màu tóc hay là cái chất tóc? Màu tóc. Màu tóc. Còn tóc này vẫn là tóc thật. Còn tóc này là tự nhiên. Rồi đấy. Chứ bảo không phải tóc tự nhiên, chúng tôi lại tưởng tóc giả. Có ai biết muốn ở đâu, tóc ra đâu. Quý vị hãy tưởng tượng là nếu như có một gia đình mà có đầy đủ 8 người anh em này ở trong nhà thì tôi nghĩ là chắc chắn giờ sẽ nhà vô cùng sẽ đau đầu, ồn ào. Và đau đầu nhất là với cô này. Em chưa nói gì luôn. Em út đừng nói nhiều, nghe người lớn nói gì nhá. Và sau đây là một bất ngờ thú vị của gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều. Ca sĩ Thanh Hà. Mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dài
sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Hay quá. Chào cả nhà. Hà đến đây vui chơi trong gia đình lớn này. Vâng. Mà nhìn thấy hai em phải trái đều đẹp trai. Vâng. Rồi cộng thêm ba người em nữa đẹp trai không kém. Thì mình phải hát bài sợ yêu chứ sao. Chị bảo em đẹp trai quá. Chị có biết tại sao không? Tại vì đôi mắt của chị đẹp. Chị, tại vì chị biết nhìn kiến đẹp. Em có đối thủ rồi đấy nha. Em đã có đối thủ rồi. Được đấy. Quý vị ở nhà mà đặc biệt những bạn nào chưa có người yêu, hãy lưu ý một vài cái câu mà như Salim vừa chia sẻ. Em sẽ luôn nhớ lại, em đi caption. Em nghĩ là em đang ế hả? Chị biết chắc luôn sau chương trình hôm nay em không bao giờ ế nữa. Em sẽ có nhiều người theo đuổi em. Nhưng mà em không cần nhiều, em cần chất lượng đấy, không cần số lượng đấy. Ôi giời ơi. Ở Việt Nam người ta có cái câu là yêu 100, chọn 10, lấy 1. Đây em đã lấy trái tim của chị rồi. Ôi giời ơi. Trái tim ở đây là em đã chiếm cả cảm tình của chị rồi. Chứ còn trái tim chị thì chỉ có một người thôi. Yêu thế chứ lại. Em đang định xuất phát cái bằng lái máy bay của em. Cái bằng lái máy bay của em. Bằng lái máy bay. Tại sao có thể biết luôn cả cái bằng đấy nữa. Bằng lái máy bay. Phi công lái máy bay thì nó cũng rõ ràng cho lắm. Ai phải nói là phi công trẻ lái máy bay cái gì đó. Thôi để tôi nói luôn nhá. Tôi sẽ nói nguyên văn, nghĩa là phi công trẻ lái máy bay bà trẻ, à lộn, bà già. Người Việt Nam có câu gừng càng già càng gai. Gai. Khiếp. Đối thủ nặng nhá, hạng nặng nhá. Chương trình chính ngày hôm nay của chúng ta nói về một vấn đề ai cũng quan tâm cả. Và đôi khi mọi người coi đấy là vấn đề nhạy cảm. Tiền bạc. Chính xác, chúng ta ngày hôm nay sẽ trao đổi về vấn đề về tiền. Thì khi tôi vừa nói xong cái chủ đề câu chuyện thì thấy chị Hà. Tại sao? 14 năm trước mới quen anh chàng, hình như là 2-3 tháng gì đấy. Vâng. Sau khi Hà đi diễn về thì anh ta đón ở sân bay và đưa Hà vào tiệm phở. Ồ, tâm lý quá. Thì khi ăn xong, anh mở ví và lấy cái credit card ra. Cái em phục vụ bảo là xin lỗi, ở đây không có nhận thẻ. Thế là anh nhìn qua mình, thế mình nói, được rồi, để em. Mình nghĩ có 20 đô mà, mình trả tiền. Lý do tại sao Hà kể câu chuyện này mà khi vừa nhắc đến mình cảm thấy nhạy cảm liền là vì đối với mình, cái hẹn hò là thường thường người đàn ông phải trả tiền. Tự nhiên hôm nay mình trả tiền mà mình lại thêm cái mặc cảm là vì mình lớn tuổi hơn nữa, mình lại thấy càng khó chịu hơn. Em hiểu cái cảm giác. Cái đây là cái cảm giác mà mình thấy nó có cái gì đó rất là sai. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, mình đã ăn xong rồi mà người này không có tiền mặt thì mình phải chịu. Nhưng mà mình vẫn rất là ấm ức và rất là bực bội. Nhưng mà mình vẫn để trong lòng và không nói ra vì mình nghĩ là cũng không biết sẽ quen được bao nhiêu ngày đi tới đâu. Và trong lúc đấy là mình đã nghĩ là sẵn sàng là thôi. Tức là lúc đó chị không thể hiện gì nhưng mà vẫn để bụng. Để bụng và còn khó chịu nữa, không thèm nhắn tin là qua lại. Đáng lẽ là anh ấy phải ga lăng là bữa đầu thì tiên. Anh có ga lăng. Đây, anh có ga lăng hay không? Hãy để anh Roland trả lời đúng không ạ? Vâng. Chúng ta cùng chào đón anh Roland. Tại sao? Vâng. Xin kính chào quý vị. Vậy từ nãy giờ tôi ngồi tôi nói xấu, ông nghe hết trơn. Hy vọng là với không biết là tiếng Việt của anh ấy đã tốt đủ để có thể nghe được toàn bộ phần chia sẻ của chị chưa? Xin chúng ta có một cái ghế để... Không, không trả tiền là phải đứng. Được, được mà. Thế chị ơi, chị gọi là điểm tích cực nhất về anh ấy là gì? Hiền và đẹp trai. Có giống em không? Em đẹp trai một kiểu khác. Còn anh ta khéo đẹp trai thì anh khéo một cái kiểu khác. Ôi ơi, một tràng vào tay cho chị em ơi. Thì ví dụ như là được quay lại thời gian đó, trong quá khứ, cái lúc mà đi ăn phở Cali đó. Oh ok. Thì okay. Roland có muốn thay đổi điều gì không? Actually no.
With all, I think with all those wrongdoings and learning from each other, that actually made us more stronger. You will let it happen again, and you will let me pay again. Oh, no. Hey, I learned my lesson. Vậy là có sợ, yeah. có sợ. Chị có quyền lực quá. Sợ yêu ạ, yeah. Để quý vị có thêm sự tưởng tượng dễ dàng hơn, thì chúng tôi muốn mời tất cả anh chị em ở đây chúng ta cùng xem và cùng giải quyết một tình huống khó khăn liên quan đến việc ai sẽ là người trả tiền trong cuộc hẹn đầu tiên. Xin mời quý vị. Ngày anh yêu xa là chiếu lên tim ta như vậy được. Thôi, cái bà hàng xóm cái bà mở nhạc hoài à, nàng thơ gì, cái quán ế muốn chết à. Chắc chắn có vấn đề. Alo. Alo em ơi. Baby à, anh đợi em từ nãy đến giờ rồi baby, một tiếng đồng hồ rồi, em đang đâu? Em đây nè. Ôi trời đất ơi, cái quán dễ thương quá à. Tắt cái điện thoại nhạc không? À dạ dạ. Anh. Hả? Trời sao nhiều tượng quá vậy? Một bức, hai bức, ba bức, bốn bức, năm bức, sáu bức, bảy bức tượng. Trời ơi, làm khóa tượng ở đây hơn nè. Ý trời đất ơi. Trời ơi, ai tạc tượng 3D nè. Ê. Tượng nó có đụng được đâu. Không. Tượng bên đây đụng được nè. Cái gì vậy? Thì cái... thấy tượng là sáp vô à. Đẹp. Vô ăn thôi mời em. Đây. Dạ. Để anh. Trời, bởi vì em quen với trai Tây nó sướng lắm kìa. Lắc dễ sao. Cảm ơn anh. Mà em giận ghê á. Gì nữa, sao giận? Tại sao mà tới giờ mới hẹn em giận. Thôi. Thì tại vì tới bây giờ anh mới có đủ can đảm để mà hẹn với em. Nhắn tin bao nhiêu lần bữa nay mới hẹn gặp. Ngồi nha. Em ngồi. Đừng cười vậy nữa nha. Anh sợ em nè. Peekaboo. Xin lỗi chị mà làm cho chị hết hồn nha. Em rất là vui khi mà khách tới đây. Em thương khách dữ lắm. Dạ. Vậy thì cho anh xin cái menu. Không. Ở đây không có menu. Em nhìn hình em đoán khách muốn ăn cái gì. À vậy hả? Hay lắm dữ luôn á. Nhìn chị thử coi bé đoán chị muốn ăn món gì. Cái cặp giò vậy em sẽ order cho chị cái món vụ nữ chân dài. Trời ơi chị đẹp quá. Còn anh trai này đẹp trai xuất sắc. Em sẽ order món đại bàng sa bãi cát. Là món gì? Là món gà ủ muối á. Chị muốn sao cho lòng anh thôi. Ê. Hả? Dạ. Bé, mình nói chuyện không duyên á thì mình đưa món ra liền đi bé nha. Không phải, lâu khách tới rùng quá. Dạ vậy em order liền nha. Đi, cho anh chị không gian riêng nha. Dạ. Em anh, à, lần đầu gặp em ngoài thấy là sao? Nhìn em đẹp lắm. Lần đầu tiên gặp anh á, cái em bị rung á, cái em hồi hộp. Có món rồi. Ừ. Ăn thôi. Mời em. Mời anh. Dễ thương. Một tiếng đã trôi qua. Dạ, ăn ngon không ạ? Dạ, no rồi ạ. Trời ơi, cảm ơn anh nha. Dạ. Cho anh chị tính tiền luôn. Tính tiền. Còn ngay. À, đây nè. Em. Đưa cho chị. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. 550 ngàn hả anh? Em kiểm món đủ rồi. Cài cái thẻ nó giùm anh nha. Dạ. Cài 275 ngàn thôi. Em. Trời ơi, bữa nay là ở nhà hàng mình có sale off 50% hả? Dạ không á. 550 ngàn trả 275, còn 275 ai trả? Còn 275 thì đòi chị. Oh my goodness. Sao vậy? Bình tĩnh. Trời. Ủa anh, tự nhiên tại sao mình phải cưa đôi cái bữa nay? Em ơi, thì mình đi ăn chung với nhau. Anh ăn nhiêu em ăn nhiêu, mình ăn đều mà. Anh ơi,
Anh biết là lần đầu tiên anh mời em đi ăn là anh phải bao em chứ. Nhưng mà chuyện này là chuyện tình cảm, hai đứa mình, hai mình quen nhau, hai đứa mình chia đều mấy chuyện này bình thường. À, không, không hề bình thường anh, không hề bình thường một tí nào hết. Tại sao có thể lần đầu tiên trong cuộc đời hẹn một cô gái đẹp như em đi ra đây rồi chia đều? Ủa anh, coi anh có chia đều tiền quần, tiền áo, tiền giày dép, tóc tai, make up, son phấn của em không? Em bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Thiệt ra cái chuyện này anh thấy nó bình thường. Không lắm, có bình thường được, được. Em không thấy bình thường. Understand? Đây. Đi đây. Rồi rồi anh nghe. Anh phân xử gì bây giờ này coi. Phân xử bây phải giờ không? Bây giờ cái chuyện này quá đơn giản quá bình thường mà. Tại bạn gái em cũng hiểu. Ai đây? Ai đây? À, anh trai anh. À, Dustin là anh trai của anh. Tôi kêu ba tôi ra nói chuyện. Dạ con mời ba. Ôi trời. Thấy nó tội với con vụ này. Anh ba, anh thấy cái chuyện này mình buồn. Nào, có chuyện gì? Đâu? Đó là ba nạt con, thế nào? Ba nghĩ coi, lần đầu tiên anh hẹn ít mời tới nhà hàng ăn. Bây giờ anh đồ chia đôi tiền ra. Ba coi, con thức từ 7 giờ sáng bây giờ 7 giờ tối, 12 tiếng đồng hồ con make up, ai lo cho con? Này nhá, con gái tôi ở nhà nó là cành vàng lá ngọc. Tôi nuôi nó từ lúc nó còn bé xíu. Tôi nâng niu nó, nuôi mãi bây giờ đằng này. Tốn bao nhiêu cơm gạo, tốn lắm đấy. Tất nhiên là sản phẩm thi thoảng nó cũng có lỗi dạ. Nhưng không sao, nhìn chung nó vẫn là một sản phẩm hoàn hảo. Thôi bây giờ nè, hai đứa cho em đang mất bình tĩnh đúng không? Dạ. Hai đứa ra ngoài cho tụi nó miếng nước để gia đình giải quyết. Dạ. Chứ xào xáo quá. Dạ. Đây là một cái tình huống rất đời thường, nó rất thực tế phải không chị? Hà không những bị một lần mà hai và ba lần, tới lần thứ ba mới giải quyết được vấn đề. Wow, tức là chị có đến 3 lần hẹn đầu tiên. 3 lần có vấn đề cùng một người. À, cùng một người, ôi em cùng tưởng, một người và bị như vậy đấy. Nếu Hansara giả sử em có một cuộc hẹn đầu tiên đi, em chắc chưa có đâu. Thôi anh cứ hỏi thế. Nhưng mà bây giờ giả sử mình có anh cứ, đi. Anh cứ hỏi tiếp đi, em không biết. Rồi. Bây giờ là giả sử em có đi thì em nghĩ nên là ai là người trả tiền? Cái đấy còn phải tùy vào người đối diện. Em cũng không phải là thuộc dạng người là muốn người ta trả hết tiền cho em. Vâng. Tại vì em cũng có tiền mà. Ok. Mọi người thấy là bây giờ cái tình huống đó, cái cô gái, cô ấy không chịu chia đôi là cô ấy có lý hay không? Có lý chứ. Tại sao? Tất nhiên tại vì ví dụ như là ở đất nước em, ở đất nước Nga là luôn luôn là cái truyền thống dạy từ bé luôn là đàn ông phải chu cấp người đàn bà, người phụ nữ. Bravo, phải trả tiền. Yeah. Tuyệt vời. Đó mà như thế là và giống như chị nước nói Việt Nam cũng vậy luôn. Cô gái luôn luôn chuẩn bị này. Sorry, chia lại có quan điểm hơi khác một chút. Nói chung là cái cách mà bạn trai đã xử lý cái tình huống đấy thì CD không đồng ý. Bởi vì dù tình huống nào cho đi nữa, mình vẫn phải cố gắng mình là một gentleman. Nhưng mà nó sẽ có những tình huống mà có thể là mình buộc phải đi ăn chẳng hạn, mà mình không có tiền thì mình sẽ có cách nói. Ok, chứ không phải là bắt người ta phải trả, mà là có thể nói nhẹ nhàng. Còn nếu mà không xử lý được thì ok, đi rửa bát cho nhà hàng mà thôi. Nếu như mà hai người đã gợi ý cho nhau là đang hẹn hò liên quan đến chuyện tình cảm thì đáng lẽ đàn ông là người phải ga lăng, là người phải mời, là người phải trả hết tiền. Không đâu mày, ở Mỹ, văn hóa của Mỹ tất nhiên đàn ông trả tiền lần đầu tiên, lần thứ hai. Nhưng mà nếu có một phụ nữ khó chịu như thế này, không trả gì, phụ nữ có thể trả hết. Hà hiểu ý của Phúc, nghĩa là người nước ngoài, đặc biệt mình ở Mỹ này, mình biết nè. Một khi mà cái anh thanh niên đó hoặc là người phụ nữ đó phải trả cái bill đó mà không hài lòng, có thể trả hết và không bao giờ muốn gặp lại cái người đó nữa. Đúng không rồi. Bao giờ muốn lập. Bởi vì cái này nó phụ thuộc vào cái tư duy của phụ nữ này. Hà xin phép nói sâu vào một tí, không thì khán giả sẽ không hiểu và hiểu sai về người đàn ông của mình thì tội cho anh ta. Câu chuyện của Hà ở đây á, Roland có offer trả tiền cho cái bữa trưa hôm đó, nhưng nhà hàng không nhận thẻ, chỉ nhận tiền mặt thôi. Thì Hà sẵn sàng trả, chia sẻ đấy. Mặc dù mình có ấm ức nhưng mà mình vẫn đồng ý rằng người này có muốn trả tiền cho mình nhưng mà không có cơ hội để trả. Nhưng tại sao có lần thứ hai, lần thứ ba? Không rút kinh nghiệm. I have no idea. Để một lần trả lời được không ạ? Tại sao có lần thứ hai, lần thứ ba? Why? I honestly don't know why actually. Was caught in the ông moment. Này không bao giờ có tiền mặt trong ví. I'm so used to just using credit cards and whatnot. Yeah, reward points. Yeah, reward. Anh phải nói rõ luôn tại sao phải xài thẻ nhiều. Thứ nhất là vì được điểm, và xài thẻ thì tiện lợi và không có cần phải lo mất ví, mất tiền vì đã bị mất ví rồi. Lần thứ hai xảy ra ở một nhà hàng khác,
đến nơi ăn xong lấy cái bill ra, móc ví ra, đưa cái thẻ. Xin lỗi, ở đây không nhận thẻ. Mọi người cũng muốn biết Hà xử lý như thế nào không? Cho anh ở lại rửa bát ở nhà hàng hay là thế nào? Nhà hàng không nhận rửa bát. Thế là Hà bảo như vậy nè: em ơi, ở nhà hàng mình có ATM không? Ủa nhớ hả? Nhớ thì vậy Roland kể đi. Did you check the restaurant at the second time that you dated with her? No. The third time. Salim muốn nói gì? Em hỏi là ai kiếm nhiều tiền hơn, chị hay anh ý? Lúc mới mới mà, làm gì đã biết đâu. Câu hỏi này có được gọi là nhạy cảm không mọi người? Có chứ. Nhưng mà trả lời được không? Không cần cụ thể, chỉ cần là ai nhiều hơn thôi mà. Hà là một ca sĩ đi hát thường xuyên, thì anh ta là một nhạc sĩ, thì theo như quý vị cũng biết là thường ca sĩ thì cái thu nhập nó cao hơn là nhạc sĩ. Tuy nhiên mình thích Roland là vì Roland có tài, và mình cũng không biết là cái ví hoặc là cái account Roland có bao nhiêu tiền. Nhưng mà đến khi nó xảy ra lần thứ hai thì mình bảo cái em phục vụ là ở đây có ATM không, thì em đó bảo là nhà hàng của em không có, nhưng mà ở phía ngoài anh hoặc chị có thể đi bộ ra vài căn nhà là sẽ có một cái ATM ở đó. Và Hà nhìn Roland thì Roland tự động đứng dậy đi bộ ra kia, và tôi cứ ngồi đây đợi nhâm nhi uống cà phê. Và mà lúc này mình cảm thấy mình thích lắm, mình thích vì cái cảm giác, mọi người có hiểu cái cảm giác mà mình cực kỳ thông minh và mình xử lý rất hay. Quan trọng là buổi hẹn đầu tiên. Theo em là đàn ông luôn luôn phải trả tiền, nhất là nếu mà người đàn ông đó là người mời. Thế nên là trong trường hợp đấy mà anh ấy bảo là chia đôi đi thì thôi, em bảo là ok, cũng được, chia đôi. Nhưng mà bye bye luôn. Chủ đề tin Bắc rất là sensitive, rất là tình cảm ở Pháp. Nhẹ cảm. Rất là nhẹ cảm ở Pháp. Người ta thường không bao giờ nói về lương nè. Ai là người trả tiền, ai là người mỗi bạn gái, mỗi bạn trai, người ta không có nói chuyện. Mika đi chơi với một chàng trai nào đó là bạn, hoặc là có thể hẹn hò, thì lúc đó bạn phục vụ bằng tính tiền. Mặc dù Mika biết Mika không sẽ trả tiền đâu, nhưng Mika sẽ giống như muốn xin lỗi. Em ở đây à? Ở đâu? Tại vì người đàn ông có thể phải gà lòng, phải thân mình, phải lịch sử, ok. Nhưng Mika không muốn là cái áp lực trên người đàn ông là phải trả tiền, tại vì đây là hẹn hò đầu tiên, phải làm như vậy nó. Thế nếu trong trường hợp mà ví dụ mà anh ý xong rồi sau đấy anh ấy bảo em trả tiền đi, sẽ như này này, Lily này, tức là đang nhẹp kia nó nhìn thấy nó bảo thế em trả đi, thấy mình bảo mẹ bảo có muốn trả mà, cô thì muốn trả mà. Mặt mình là cái hành động vừa rồi của Mika nó rất quan trọng và rất nhiều người phụ nữ nên học hỏi. Đó là một điều ở Việt Nam Phúc rất là ngạc nhiên. Tại vì ở một nhà hàng ở Mỹ có hóa đơn riêng, nhưng mà ở Việt Nam có một hóa đơn thôi. Phúc phải học từ hóa đơn riêng. Hóa đơn riêng nha. Tại vì nếu không phải là bạn có ít thì không có lý do để trả hết. Đúng rồi. Nhưng ở Việt Nam món ăn khi mà gọi nó sẽ có thể chia với nhau được. Ví dụ ăn lẩu ấy thì là có phải là món riêng của ai đâu. Đúng đấy rồi. Ví dụ ở Mỹ có thể là theo suất với mỗi người một suất steak chẳng hạn, hay là burger hay cái gì đó. And đó là một điều tốt cho Phúc mập, tại vì Phúc mập thế. So Phúc ăn nhiều hơn tất cả mọi người ở trên một bàn. So Phúc ăn nhiều hơn bất trẻ bán nhau. Ok, 100 thôi, ok. Cho Dustin đưa cái ví dụ gia đình của Dustin đi. Mẹ là người nắm tiền, mẹ là người quyết định chi tiêu như thế nào, mẹ cho ba mỗi tháng cục tiền bạc xài. Thế thì không biết ba mẹ của Hansara đi, ai là người nắm quyền tài chính, ai là người quyết định chi tiêu? Khi đi ăn nhà ba mẹ của Dustin thì mẹ sẽ là người cầm bill trả tiền đó. Ba mẹ không kể cho em về việc đấy nhà, em nên về hỏi đấy. Em nên về hỏi là ai trả trước đấy. Nhưng mà em nghĩ là ba em sẽ là người trả, tại ba em là một người rất là ga lăng. Không, cái chuyện nó chả liên quan đến ga lăng hay không. Anh với vợ anh ở nhà đi ăn, vợ anh trả. Đúng rồi, gia đình của Hà cũng vậy. Bây giờ Hà với Roland đi ra ngoài đường đi ăn bất cứ nơi đâu, Hà luôn luôn trả tiền. Vì bây giờ mình đã ở chung, mình xài một cái account chung. Và tiền của Roland là của Hà. Đúng rồi. Mà tiền của Hà là của Hà. Ở Việt Nam nếu mà mình thấy một cặp đôi nam nữ đi với nhau mà nam trả tiền là lúc đó là mới yêu. Đúng rồi, đang tán tỉnh. Còn nếu mà cặp đôi đó mà nữ trả tiền, cưới rồi. Là cưới rồi. Chị ơi, ở nhà mình có một cái quote là Lily và Mika biết, đó là
cái tên của chồng là tên của gia đình, nhưng mà tên của vợ là tên của mình. Bây giờ nếu như mà phụ nữ là người nắm tài chính, đàn ông nhiều khi có những sở thích riêng, có những cái món đồ mình muốn mua riêng, mình không muốn phiền tới nhất vợ. Nhất định là không cho lập quỹ đen nhé. Quỹ đen. Hiểu nè. Ủa sao kỳ vậy? Hiểu chưa? Không? Quỹ đen, đen. Mọi người có hiểu quỹ đen không ạ? Tại vì đàn ông đâu có cần xài gì nhiều, cần đồng hồ, quần áo đẹp, chỉ có phụ nữ mới cần đồ đẹp thôi. Em xin lỗi bởi vì em không đồng ý với quan điểm của chị Hà. Bởi vì là theo quan điểm của em, nếu là một gia đình thì ai đi làm người đấy cầm tiền của mình và hãy lập một tài khoản chung với nhau để mà phục vụ cho việc của gia đình đó. Bởi vì em là đàn ông, có rất nhiều thứ em muốn mua. Ok, em đi ô tô em phải mua xăng này, chứ em đi làm sao em đưa hết tiền cho vợ. Vâng, em yên tâm là nếu kể cả là tiền xăng, những cái chi phí thường kỳ đấy, vợ em sẽ cấp cho em nếu như em đưa toàn bộ tiền. Nhưng mà em đã là một người đàn ông đã sống độc lập từ bé, 18 tuổi em đã ra khỏi nhà đó, và em không bao giờ em xin tiền của bố mẹ nữa. Cho nên là em đã tự tay em kiếm tiền, vợ em cần cái gì em có thể mua cho. Nhưng mà anh chỉ muốn chăm sóc bản thân, anh muốn đi massage, anh muốn đi shopping. Tại sao anh không có quyền để làm điều đấy khi mà anh đi làm rất là vất vả? Em hay đi làm nail, người ta sẽ nói là BD, whatever. Nhưng mà em rất là thích làm nail của em cho nó sạch sẽ. Em thích đi làm spa, em hay làm spa, yeah. Em thích làm spa bởi vì mặt này lúc nào cũng lên hình. Em muốn nó luôn luôn đẹp. Lần sau thì cũng làm nail nha. Đi cầu làm nail. Đi với các bác nha. Có thể là ok, tiền mà em kiếm được, ví dụ nó sẽ vào 20 triệu, có thể là 10 triệu em gửi vào tài khoản chung, 10 triệu còn lại em dùng để làm gì là việc của em. Vậy bây giờ Dustin có ý kiến như thế này, chúng ta sẽ thử làm một cái cuộc voting bình chọn. Có hai ý kiến cho rằng một bên, Dustin sẽ gọi là bên trái đi, thì sẽ giống như là ba mẹ của Dustin. Mẹ là người kế toán, mẹ giữ hết tiền và mẹ chia tiền tháng cho ba. Ba thì happy với điều đó, thì ở bên đây. Ok, còn ai mà không hài lòng với chuyện đó, chúng tôi có tài khoản riêng, chúng tôi muốn tự quản lý tiền của mình, nhưng mà chúng ta có thể đóng vào một cái quỹ nhỏ. Nếu mà ai không đồng ý với tất cả hai bên thì là ở giữa. Yeah. To the front, yeah, of the table. Staying, wow, here. Stand here. Stand in front or behind. Đôi này thì là đấy, sau một thời kỳ ban đầu cũng khá là sóng gió trong việc trả tiền và tiền mặt với lại tiền thẻ. Thì bây giờ quyết định là về bên này, tiền chị Hà cầm hết. Nhưng mà em muốn hỏi, giả sử vào những dịp lãng mạn anh Roland muốn mua quà tặng chị, anh sẽ lấy tiền ở đâu? Nghĩa là Hà nói Hà là người giữ tiền, nhưng mà Roland vẫn có credit card, yeah, vẫn có thể đi ra nhà băng lấy tiền mặt, mình đâu có đến nỗi tệ lắm như vậy. Người này làm tiền giao cho mình. Nhưng mà ý của Hà muốn ở đây là Hà vẫn thích cái cảm giác được giữ tiền và nắm tiền. Nhưng mà chị, nếu như vậy thì anh ấy muốn bất ngờ thì sao? Thì những cái dịp Valentine hay là birthday thì người này lấy thẻ đi ra mua quà cho mình. Thẻ đấy là tin nhắn báo về đâu ạ? Bên nhận báo về ở nhà, tại vì hai người chỉ có một cái account chung thôi. Vậy đâu có bất ngờ, no surprise. No surprise. Không thì ông dặn trước. Nhưng mà bây giờ ở hai bên đây là rất là rõ rồi, nhưng mà ở giữa không có rõ thì không được. Thực ra là ở đất nước Nga, như lúc nãy em đã nói là tiền của chồng là tiền của gia đình, còn tiền của vợ là tiền của vợ. Thế đồng nghĩa với việc là không phải là chồng sẽ đưa cho vợ tiền đâu, mà chồng sẽ giữ toàn bộ tiền của mình và vợ cũng sẽ giữ toàn bộ tiền của mình. Thế nhưng mà chi phí gia đình chung thì vợ sẽ có, ví dụ như là trong trường hợp thẻ nhá, thì vợ sẽ có thẻ mà tài khoản của chồng ấy, để có thể sử dụng cho những cái việc, những cái ví dụ như là trả tiền điện này, trả tiền nước, trả tiền nhà, hoặc là một tiện mua bỉm các thứ. Đấy là ở Nga là như thế, và trường hợp quỹ đen sẽ không có luôn, bởi vì là chồng vẫn có thể sử dụng tiền của mình mà. Cầm rồi. Ý của Hà lúc nãy cũng như vậy đó, nghĩa là không cần với quỹ đen, vì một khi mà cái người đàn ông của mình và bản thân của mình cũng vậy, nếu mà có một cái quỹ đen, tôi nhá, trong đầu tôi sẽ nghĩ ngay là để làm gì ta. Nhưng mà em sang Việt Nam em mới nghe lần đầu tiên cái từ quỹ đen, bởi vì bây giờ hiểu chưa, hiểu quỹ đen đối với em ấy, nó nằm ở cách suy nghĩ của phụ nữ đấy. Salim nghĩ vì tư cách là một người hoàng tử thì Salim muốn vợ của Salim nghĩ là một người công chúa, rồi không cần phải làm bất cứ cái việc gì. Okay. Tuy nhiên không phải là ép vợ phải ở nhà hay là không phải làm việc, không muốn làm việc gì cũng làm việc, như là Lily bảo là mình kiếm tiền là của mình. Ok, và người đàn ông chính là người phải lo hết cho gia đình từ A đến Z.
là người phải có trách nhiệm với gia đình từ A đến Z. Rất tiếc là cái cuộc tranh cãi này không tìm ra được đáp án một cách tuyệt đối cho hai phe. Còn khán giả thì sao? Mọi người đồng ý với việc giữ tiền là so với bên tay của chị Thanh Hà và anh Roland là một người trong nhà giữ tiền, hay là ở bên đây mạnh ai nấy giữ? Các bạn có thể trả lời và cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng trở về vị trí của mình. Hà không biết cái chuyện Hà chia sẻ đây giữa Hà và Roland lúc quen nhau được 9 tháng thì anh ta bị mất việc. Nhưng mà trước đó một tuần là Roland đã cho Hà biết sơ sơ rồi là đã vài người bị đuổi việc rồi. Thì không biết đến khi nào là tới Roland sẽ bị mất việc. Thì Hà có nói như vậy, tạm thời nếu khi anh mất việc ở nước Mỹ đó là anh được nhận cái tiền trợ cấp thất nghiệp được một năm. Thì Hà có nói như vậy, hay là mình ở cùng với nhau một nhà thì để là đỡ tiền nhà, nếu mà phải chi phí tiền xe nữa thì đi cùng cái xe của em luôn thì đỡ tiền xăng. Nhưng với một điều kiện, em chỉ giúp anh trong một năm này thôi, là cái năm mà anh nhận tiền thất nghiệp đấy, vì tiền thất nghiệp rất là ít. Nhưng sau một năm này nếu anh không có việc làm mới, anh không kiếm tiền thì em xin lỗi anh, mặc dù em rất yêu anh nhưng mình phải chia tay. Này, anh thấy lo lo đấy, anh có con gái không biết sau này nó lớn lên nó có dại trai thế không. Nếu người đấy đến mà bảo em cho anh mượn 500 triệu là tự nhiên tôi đang yêu là tôi sẽ mất yêu ngay. Mà tôi hết yêu ngay tôi được tắt một cái nút tắt như vậy luôn á. Có một thời gian mà em gặp khó khăn, công ty em bị phá sản. Và đến cả tiền ăn hôm đấy em còn không biết em sẽ kiếm từ đâu. Trong ví còn 20.000 thôi. Và vì thế em đã quyết định là em sẽ phải chia tay bạn gái của em, bây giờ là vợ em rồi. Bởi vì em không đủ tự tin để mà yêu cô ấy. Bởi vì những cái cảm xúc em đã bị depression, đã bị rất là stress và em đã phải chia tay cô ấy. Tuy nhiên là sau một thời gian vẫn đang chia tay nhưng mà em lại gặp một vấn đề lớn hơn nữa. Nhưng mà cuối cùng thì em vẫn phải quay lại cô này, không phải để yêu mà là để mượn tiền để mua vé máy bay để về. Và em cũng có hứa hẹn là em sẽ trả lại cái tiền này. Đến ngày hôm nay em vẫn chưa trả lại tiền đấy cho vợ em. Và em thấy rất là tủi nghiệp cho vợ em. Em đã từng bị thấy ba em bị lừa tiền khá là nhiều, là họ mượn tiền một cái số khoản rất là lớn, là bạn thân nhưng mà lại trốn, chạy trốn và không bao giờ quay lại. Hoặc là đến mấy năm sau quay lại thì lại hỏi theo một cách là khỏe không. Nên là từ bé thì em đã có một cái suy nghĩ là sau này em lớn lên thì em sẽ không bao giờ cho mượn một hạt cát nào hết ngoài chị gia đình. Nhưng mà nếu mà là người đó quá thân với mình, tại vì em là một người sống rất là tình cảm, nên là em đã thật thà với ai đó thì chắc chắn là người đó cũng rất là thật thà với em. Những trường hợp đó thì em nghĩ là vẫn sẽ có một khoản em có thể cho mượn được, nhưng nó sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến em và đến tình cảm của cả hai người bạn. Em nghĩ đơn giản là đàn ông phải có trách nhiệm kiếm tiền, còn phụ nữ muốn cho hay không là tùy tùy họ. Yes. Không có bắt buộc gì cả, kể cả đã cưới hay không ấy cũng là tùy họ đấy, và không nên mắc tình cảm về chuyện đó thật sự ấy. Em sẽ luôn luôn nhận ra một điều, nếu hồi đấy vợ em đã không giúp em thì có lẽ là bây giờ em không phải là một người đàn ông mà em đang như bây giờ. Hồi xưa Mika cũng có một người yêu, họ muốn vay tiền thì Mika tại vì không có công việc, không có cơ hội, hoặc là bạn trai đó cảm thấy xấu hổ để hỏi gia đình thì Mika đồng ý. Nhưng Mika nói rằng khi anh trả lãi phải có cái interest, không phải tại vì Mika là muốn give me money. No, ý nghĩa là cái bạn này là có gặp khó khăn trong cuộc sống thì Mika ở đây để giúp bạn trai là đó là bình thường. Nhưng sau đó khi bạn trai cuộc sống tốt hơn hay hơn thì bạn trai cũng phải trả tiền, nhưng mà phải trả tiền thêm tại vì đó là đàn ông. Lãi suất. Ý của Mika muốn cho cái người bạn trai này phải biết lo lắng. Yeah. Cầm cái số tiền đấy nhưng mà phải có trách nhiệm và lo lắng. Tụi này phải có cái interest
để cũng để giúp hai người cũng sau đó cân bằng. Đúng, tức là cho cơ hội để chàng trai được sống một cách sòng phẳng, tức là cô được trả đầy đủ, chứ đôi khi là nó là một dạng chiếm dụng vốn. Vì nếu như em vay tiền của người ta mà em không trả cái phần lãi thì thà cái để nguyên của người ta để trong ngân hàng, người ta cũng có phần lãi đúng không? Vậy thì khác gì em chiếm dụng cái phần lãi đấy. Đòi vòi phúc, gia đình, bản thân, người yêu, ok, cho họ mượn tiền nhưng mà ngoài họ không. Người yêu là được, mặc dù họ có thể không trả lại. Thì đi tìm người yêu mới. Nhưng mà cái may mắn của Hà chia sẻ đây với mọi người, đặc biệt là phụ nữ ở tuổi Hà, nếu các chị mà có người yêu trẻ như Hà, đừng lo, đừng ngại và đừng có sợ nữa, vì cái giai đoạn sợ Hà đã có qua. Nhưng mà may mắn là cái người này hiền, nói như thế nào là làm như vậy. Vì sau 7 hay là 8, 9 tháng gì đấy là Roland đã tìm được việc ngay. Và chúng tôi happy family đến ngày hôm nay. I think it's basically also my principle, or as you know, as a gentleman, as a husband, as a boyfriend, especially within the relationship, I do not want to put her in that situation. That gives me, you know, the motivation and also the inspiration to, you know, look out there to try to, you know, feed for the family and support the family. Yeah. Again, that's. Chào mừng quý vị đến với phần chơi thử thách vui nhộn. Những khách mời của chúng tôi hôm nay trên sân khấu với bộ trang phục rất là dân dã của người Việt Nam. Ở đây có tên là trò chơi nhảy bao bố. Người nhảy bao bố chỉ là có các anh bên này thôi. Còn chị Hà cùng với lại ba bạn màu sắc này sẽ đứng ở phần đích. Bốn anh ở trong bao bố này đều bị bịt mắt. Các anh chỉ xác định được người là đích của mình thông qua tiếng động. Còn các chị bằng mọi cách có thể gọi, có thể kêu, có thể gõ các cái đồ vật này, nhưng làm sao để người bạn của mình có thể định vị được đúng mình ở đâu để nhảy về. Và ai là người tìm được đích đến của mình nhanh nhất, người ấy sẽ chiến thắng. Bằng cách là gì? Chạm được tay với nhau. Bây giờ bốn cô gái sẽ là người chọn. Hà chọn Selin. Xin mời, tiếp theo Mika, em chọn một người bạn. Phúc Mập. Phúc Mập. Chọn anh CJ. CJ, ok. Và em chọn. Còn chọn gì nữa anh? Ừ. Mọi người tạo tiếng động, bắt đầu. Theo quan sát của Dustin thì CJ về đích đầu tiên. Tiếp theo là đến cặp đôi của chị Thanh Hà và Salim. Dạ không anh ơi, bên em rất là công bằng. Không có chuyện công bằng ở đây, công bằng hay không là do người dẫn chương trình, không liên quan đến người chơi. Cặp đôi thứ ba là Hansara và anh Roland. Và cặp đôi thứ tư là Phúc Mập và bạn Mika. Và chúng tôi quyết định tuyên bố đội về nhất sẽ được tất cả mọi người còn lại cổng kiệu. Xin mời công chúa và hoàng tử lên ngồi. Rồi bắt đầu, kiệu đi. Do chúng ta không được nên là chúng ta sẽ đổi lại là cho Hansara được kiệu, còn lại hai chị nhường em. Mời em. Ui rồi. Bye bye. Vâng thưa quý vị, như vậy là chương trình Nhập Gia Tùy Tục của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Xin cảm ơn ca sĩ Thanh Hà và anh Roland đã đến với chương trình ạ. Chương trình Nhập Gia Tùy Tục sẽ được phát sóng vào lúc 20h30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.